Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi trở lại với đề tài anh bảy lùa gà toàn như thế nào vì anh chỉ có. Cái nhà này á, quý vị vẫn còn đang tranh chấp, cái đừng không cần đến thế giới phân xử làm gì đó, chuyện của quý với tò. Quý vị thấy không nè, hôm nay mình mua cái nhà mình ở đây, ở ngoài kia đó nguyên một cái đám YouTube dơ bu đông kiếm view, đùng nó tới nó rình, mà nó rình mình từng lúc một luôn, thấy không? Mà nếu mà mình có cái chuyện gì á, mình đâu có kêu cảnh sát tới anh chị nè, mình cũng gọi cảnh sát nè, cảnh sát tới nè. Ok, bây giờ cho quý vị coi nè, nè nguyên đám nè. Đó, mình mua khỏi những cái tài sản đó của mình nè, ở đây nè, đó, thấy không? Nguyên một đám ở bên kia, người ta tới, thấy không? Tụi nó tới mình phải kêu cảnh sát bảo vệ mình. Dạ có. Quên cái đi, nhưng mà anh có cái ring code được không? It's my. Okay, thank you. Yeah. Bảo vệ mình. Dạ có. Quên cái đi, nhưng mà anh có cái ring code được không? It's my. Okay, thank you. Dạ. Bảo vệ mình. Dạ có. Quên cái đi, nhưng mà anh có cái ring code được không? It's my. Okay, thank you. Dạ.